Giải mã những dáng ngủ thú vị của loài chó. 1. Chó ngủ nằm nghiêng. Đây là tư thế ngủ phổ biến và hay gặp nhất ở chó. Chó ngủ với bốn chân sang một bên, đầu cùng hướng với chân. Chó ngủ ở tư thế này có nghĩa là nó đang cực kỳ thoải mái và hài lòng về cuộc sống. Nó cảm thấy an toàn khi sống với gia đình bạn. Lẽ dĩ nhiên nó tin tưởng và trung thành tuyệt đối với gia chủ. Đặc biệt, những chú chó ngủ ở tư thế này rất yên tâm khi ở với chủ nhân, nó cảm thấy rất hạnh phúc và tư thế ngủ như để tận hưởng cuộc sống. 2. Chó ngủ cuộn tròn. Ngủ cuộn tròn là tư thế các chân cuộn xếp và cái đầu vòng xuống sát bốn chân, xếp tròn vào nhau. Đặc biệt cái đuôi cong lại, vòng vào sát mặt chó. Khi bạn bắt gặp tư thế này của chó có nghĩa là chó đang bị lạnh và cần được sưởi ấm cơ thể. Những chú chó sống ở vùng lạnh đa phần có tư thế ngủ như thế này. Đây là cách tự bảo vệ nó với trời lạnh và là phản ứng rất bản năng ở chó. Ngay cả ở Việt Nam thì dù ngoài trời nóng, nhưng chó sống trong nhà có máy lạnh thì nó cũng ngủ cuộn tròn khi mà nó cảm thấy lạnh. Khi bạn bắt gặp tư thế này của chó, nghĩa là nó đang lạnh và cần được sưởi ấm nhé. 3. Chó nằm duỗi bốn chân, dáng siêu nhân. Khi ngủ ở tư thế siêu nhân, các chú chó sẽ nằm dài trên mặt đất, phần bụng ép sát xuống mặt sàn. Bên cạnh đó, hai chân trước của chúng sẽ duỗi thẳng về phía trước và hai chân sau duỗi thẳng ra phía sau. Những chú chó hiếu động cũng như các chú chó con rất thích nằm ở tư thế này. Nếu chú chó cưng của bạn thường hay nằm ngủ trong tư thế siêu nhân thì có nghĩa là chúng đang cảm thấy mệt nhưng luôn sẵn sàng để vui chơi. Tất cả những chú chó có nguồn năng lượng lớn đều thích nằm ngủ theo tư thế siêu nhân. 4. Tư thế nằm ngửa. Tư thế ngủ phơi bụng lên trời, hai chân trước co và hai chân sau duỗi thẳng. Tư thế ngủ này được coi là rất thiếu phòng bị. Chó là loài cảnh giác với thế giới xung quanh. Một khi chó nhà bạn ngủ kiểu này, chứng tỏ nó vô cùng thoải mái và yên tâm về môi trường quanh nó. Không còn cảm giác lo sợ ở chó, những chú chó này đang rất thoải mái, yên tâm, hạnh phúc và vui vẻ. 5. Tư thế nằm sấp. Tư thế này cho phép chú chó có thể bật lên ngay lập tức. Bạn thường thấy tư thế này ở những chú chó con cần ngủ chưa thường xuyên nhưng vẫn muốn sẵn sàng nhảy lên và chơi ngay lập tức. Chú chó trong trạng thái này sẽ ngủ không được sâu. Những chú chó ngủ ở tư thế này không muốn bỏ lỡ cơ hội thực hiện hành động ngay cả khi chúng đang ngủ. Và đây cũng là tư thế ở những chú chó đang canh nhà, chúng có thể ngay lập tức phản ứng nếu có động tĩnh gì xảy ra.